Hello mọi người, đầu năm mới thì tụi mình đã quyết định đi du lịch và nơi tụi mình sắp đến đó là Phú Quốc. Nhưng mà lần này thì tụi mình sẽ đi bằng tàu chứ không có đi bằng máy bay. Tại vì lúc mình đi là Tết cho nên là sân bay rất là đông, nên là hai đứa quyết định đi tàu. Cũng là một trải nghiệm mới để thử, tại vì hai đứa chưa có đi tàu cao tốc bao giờ hết á. Cho nên là muốn thử đi tàu cao tốc để đến Phú Quốc xem như thế nào. Đoạn đường mà hai đứa đang đi là tụi mình đã tới Châu Đốc rồi đó mọi người. Sau đó thì mình đi qua phà, tại vì mình sẽ nghỉ một đêm ở Châu Đốc quá, cho nên là mình sẽ đi đến khách sạn. Trên đường đi thì hai đứa đói quá cho nên tấp vô ăn bò sốt hàu luôn, rất là ngon nha. Sau một đêm dừng chân ở Châu Đốc để nghỉ ngơi thì sáng hôm sau tụi mình phải dậy sớm để đi đến đường Chèm Chè Sư, sau đó đi đến bến tàu để đi Phú Quốc. Thế đường Chèm Chè Sư này mọi người, giá vé ở đây là 150, bao gồm vé vào cổng, vé đi tàu máy và đi thuyền chèo tay. Tụi mình chọn đi thuyền máy trước, tại vì đi cho kịp cái tàu để đi Phú Quốc đó mọi người. Nó có cái thời gian á, cho nên là phải chạy cho kịp. Trời ơi, vô đây đẹp lắm mọi người, nhưng mà mọi người nên đi buổi sáng sớm nha, sáng sớm càng tốt. Tại vì đi tầm 8-9 giờ là nắng lắm, nắng bể đầu luôn á. Đi sớm như vậy mà vẫn không kịp, hai đứa đâu có đi kịp đi thuyền chèo tay đâu mọi người. Bây giờ phải lên đường để đi đến bến tàu để cho kịp chuyến tàu á. Tàu thì khoảng mấy tiếng mới có một chuyến lận, cho nên là phải tranh thủ. Tại vì tới Phú Quốc mà trễ quá là mình không có chơi được cái gì hết trơn á, là mình mất hết nửa ngày rồi. Nè mọi người, nhìn cái phía bên kia là Campuchia á mọi người. Thì sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe từ đường Chèm Chè Sư thì bây giờ cũng đã tới đây. Đó là bến phà Super Đông. Tới đây thì mình chạy tới phòng vé rồi mình mua vé rồi lên tàu thôi nè. Lúc mà mình đi lên tàu á, siêu ít người luôn mọi người. Nó không hề đông một chút nào như là ở sân bay hay là cái gì hết trơn, không cần phải chờ đợi check in luôn. Mua vé xong rồi lên, mình muốn ngồi chỗ nào mình ngồi, tại vì trống trơn hết trơn à. Hôm nay chạy 3 tiếng 15 phút là mình đã có mặt ở Phú Quốc rồi. Tụi mình sẽ ở Phú Quốc 5 ngày 4 đêm, cho nên là 2 đêm đầu mình sẽ ở một khách sạn khác và 2 đêm sau mình sẽ chọn ở resort khác để trải nghiệm một số dịch vụ ở Phú Quốc xem như thế nào. Mời mọi người đến với một chiếc room tour của mình nha. Ở đây hồ bơi siêu chill luôn á mọi người. Mà cũng không có ai hết trơn á, tại vì Tết mà. Tối thì tụi mình tranh thủ đi chợ đêm lượn một vòng xem nó như thế nào, với xem kiếm hải sản ăn. Không biết sao nha, nhưng mà mình thấy hải sản ở đây không có được tươi á. Chỉ là người ta trưng nó, nhìn nó đẹp thôi chứ nó không có tươi. Và mình cũng đã đọc rất là nhiều bài post ở trên các nhóm hội review ở Phú Quốc. Đó là giá hải sản á, mà người ta để bên ngoài á, hoàn toàn khác với lúc mà mình ăn xong người ta tính tiền cho mình nha. Và đặc biệt trong những quán hải sản giá cực kỳ cao, mình không hiểu sao nó lại mất hàng Sài Gòn rất là nhiều, mà nó lại còn không tươi bằng ở Sài Gòn nữa. Mà mình đi biển thì mình muốn ăn thử hải sản ở vùng biển nó như thế nào á, thì mình đi Nha Trang thì nó cũng rất là rẻ thôi. Sau một hồi lượn lờ thì tụi mình quyết định đến quán 30k. Quán này thì được khá là nhiều bạn review đăng lên á, nói là nên đi, mà giá cả cũng phải chăng nữa. Nêm nếm cũng ok lắm á mọi người nên thử nha. Một ngày nữa lại trôi qua và hôm nay tụi mình lại đi Vinwonder Phú Quốc. Ta-da! Vé thì mình thấy là 750.000 cho một người, nhưng mà mình đặt qua cái chị dịch vụ cho nên là chỉ cần 680.000 một người thôi. Ơi, mới bước vô mà ngủ nhiều quá trời rồi nè. Rồi tụi mình phải xem bản đồ xem các khu vui chơi nó là ở vị trí nào để tụi mình đi cho đỡ mất thời gian á. Đầu tiên là tôi sẽ chơi cái tàu lượn siêu tốc này, không thể bỏ lỡ. Rồi sau đó qua chơi cái này. Cái này thì nó ghê hơn, mà chơi cái này xong thì thấy cái trước đó không là cái gì cả. Cái này là đỉnh của đỉnh luôn á mọi người.
nó còn ghê hơn cả cái Bimbaland nữa nha chị em, và ghê hơn cả Đầm Sen nữa. Trời ơi, thề là cái lúc mình mới vừa ngồi lên chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đó, nó là một cái vèo giật cả mình. Cái này cũng vui nè mọi người, nó quay khùng quay điên quá nhưng mà vui lắm. Rồi bây giờ qua xem phim 8D nha mọi người. Nhưng mà phim này đứng nha chứ không có ngồi. Phim này là phim của Aladdin. Cái chỗ mình đứng á, giống như là tấm thảm của Aladdin vậy đó. Nó sẽ bay và mình sẽ có cảm giác giống như vậy luôn. Rất là xịn nha. Chơi đã rồi thì bây giờ mình qua công viên nước chơi tiếp. Công viên nước ở đây cũng siêu nhiều cho cảm giác mạnh luôn á. Rồi tối rồi thì bắt đầu khoảng 7:30, 7 giờ hay 7:30 gì đó mình không nhớ. Nhưng mà mình sẽ có xem nhạc nước. Nhạc nước ở đây rất là đáng đồng tiền luôn á. Đẹp lắm mọi người ơi. Nè để mình cho mọi người xem một đoạn nha. Trời ơi, nó siêu hoành tráng luôn á. Rồi cuối cùng là Rainbow thành phố không ngủ. Ở đây thì có đi thuyền nữa nhưng mà tụi mình không có đi. Tụi mình chỉ đi tham quan một chút xíu thôi rồi tụi mình đi về tại vì cũng trễ rồi á. Xem cái nhạc nói xong là 8 giờ mấy, 9 giờ, gần 9 giờ luôn. Hello, lại là một ngày mới bắt đầu. Hôm nay tụi mình chuyển đến một resort khác để ở nè mọi người. Trời ơi, cái resort này nó siêu đẹp luôn á. Còn có 3 hồ bơi nữa chứ. Cái đầu tiên á là ngay quầy check in lúc mà mọi người thấy. Còn cái này là cái thứ hai, có hướng đi xuống biển luôn, có biển riêng. Rất là đẹp luôn, nước biển là trong xanh. Trời ơi, nước biển siêu đẹp. Wow. Sau đó thì tụi mình tham quan hồ bơi thứ hai, cái này thì ở trên sân thượng, cũng hướng ra biển luôn. Siêu chill luôn. Hôm nay thì tụi mình chỉ có nghỉ ngơi ở resort, sau đó thì tụi mình đi Mango Bay để ăn tối với lại ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ở Mango Bay là quá nổi tiếng rồi nên mình cũng không có nói nhiều về cái này nữa. Mà mọi người xem thôi. À, siêu lãng mạn luôn á. Trời ơi nhanh ghê luôn á, mới đây là ngày cuối cùng ở Phú Quốc rồi nè mọi người. Tụi mình sẽ tận hưởng buổi sáng. Sau đó quậy cái hồ bơi một xíu rồi đi đến bãi biển thôi. Cái này là bãi sao á. Mình nghe nói là bãi sao là bãi đẹp nhất Phú Quốc cho nên hai đứa cũng chạy xe máy đi thử luôn. Thì đẹp thiệt nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Biển thì trong xanh, còn có xích đu, có cây dừa nghiêng nữa nè. Sống ảo là hết bài luôn. Sau đó thì hai đứa về lại khách sạn để soạn đồ, sẵn quay cho mọi người chiếc view ở trước phòng mình nè. Đến đây thì clip của mình cũng đã khá là dài rồi cho nên là chào tạm biệt mọi người, tụi mình về lại Sài Gòn đây, hẹn gặp mọi người vào video lần sau nha. Bye bye.